Ngày 15 tháng 8, Đức Maria hồn xác lên trời. Thứ nhất, Đức Mẹ giả từ cõi thế. Kinh Thánh im lặng về những ngày sau hết của cuộc đời Mẹ Chúa. Sau lời trối, Chúa Giêsu trao Mẹ cho Gioan, thì từ giờ đó, môn đệ này đã lãnh nhận Mẹ Chúa về nhà mình. Sách Công Vụ nói đến việc Maria, Mẹ Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đồng tâm nhất trí cầu nguyện để nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu về trời, Mẹ cũng rút vào âm thầm cầu nguyện và suy niệm những kỷ niệm đã ghi trong lòng. Mẹ không còn xuất hiện để các tông đồ lãnh nhận sứ mệnh của mình trước mặt thế gian, như Chúa đã truyền: các con sẽ chịu lấy quyền năng của Chúa Thánh Thần, rồi sẽ đi làm chứng cho Thầy. Nhưng Mẹ vẫn hiện diện giữa cộng đoàn tông đồ để khích lệ tinh thần và đồng thời cũng giúp lời cầu nguyện cho các ngài. Vì Mẹ bao giờ cũng coi mình như là nữ tỳ Thiên Chúa. Mẹ về sống ở Ê-phê-sô với Thánh Gioan sau khi Thánh Gia-cô-bê bị vua Hê-rô-đê giết vào năm 42, vì Giê-ru-sa-lem không còn là nơi an toàn nữa. Theo lời truyền khẩu, Ngài đã qua đời vào khoảng năm 54, hưởng thọ 72 tuổi. Cái chết của Mẹ Chúa là cuộc vượt qua để về với Chúa. Đức Trinh Nữ Maria được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn làm nữ vương vũ trụ để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn. Thứ hai, công bố tín điều. Niềm tin Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời đã có từ lâu đời. Từ thế kỷ thứ 6, người ta đã mừng lễ này với danh hiệu lễ Đức Mẹ Ngủ. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio thứ 12 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Đồng Trinh hồn xác về trời. Diễn biến sự kiện này như sau. Khoảng từ năm 1849 đến năm 1940, Tòa Thánh đã nhận được 1.505 thỉnh nguyện tự phát xin định tín việc Mẹ hồn xác lên trời. Ngay trong công đồng Vaticano thứ nhất, gần 200 nghị phụ cũng xin định tín. Sau Thế chiến thứ hai, từ năm 1945 đến năm 1950, do lần nữa 852 thỉnh nguyện được gửi tới Đức Thánh Cha, do các giám mục, các bề trên dòng, các đại học công giáo, các nhà thần học của 30 quốc gia cũng đã gửi các thỉnh nguyện tập thể. Ngày 1 tháng 5 năm 1946, Đức Pio thứ 12 đã gửi cho mọi giám mục một lá thư xin các ngài trả lời cho câu hỏi sau đây. Theo sự khôn ngoan chín chắn của Đức Cha có ý kiến gì cho việc Đức Maria hồn xác lên trời được đề ra và xác quyết như một tín điều hay không? Đức Cha với hàng giáo sĩ và dân chúng có muốn điều đó hay không? Đã có 1.191 thư trả lời, trong đó 1.169 thư ân thuận,
16 thư nghi ngại về tính cách hợp thời của việc tuyên bố tín điều. 6 thư đưa những vấn nạn ngược lại. Tất cả giám mục của 17 giáo hội Đông Phương hợp nhất với Tòa Thánh Roma trả lời ân thuận. Ngày 30 tháng 10 năm 1950, đã có một hội nghị công khai với 700 vị trong hàng giáo phẩm tham dự. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lại hỏi ý kiến. Tất cả mọi vị đều trả lời ân thuận. Như thế là đã có một sự đồng ý theo luận lý của mọi giám mục. Sự đồng ý này là một bày tỏ rõ ràng của giáo huấn thông thường. Do sự đồng ý này của quyền giáo huấn hợp với tín điều công giáo. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio thứ 12 trong sắc lệnh công bố tín điều đã nhắc lại những sự kiện trên. Chúng ta chung một niềm tin với giáo hội vì những lẽ sau đây. Thứ ba, lý lẽ của tín điều. Đã có một liên hệ mật thiết giữa hồn xác lên trời với sự thụ thai vô nhiễm và muôn đời đồng trinh của Đức Maria. Vậy mẹ đã toàn thắng tội lỗi và đáng được lên trời hồn xác. Việc lên trời hồn xác của mẹ cũng liên hệ với chức vụ làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã không bao giờ làm hư hại sự toàn vẹn xác thể, nên xác thân mẹ không thể hư hoại. Sau nữa, mẹ đã được cứu chuộc hoàn toàn, nên hiệu quả của ơn cứu rỗi là sự tôn vinh của con mẹ cũng được hưởng. Kết luận: lễ mông triệu ngày 15 tháng 8, ngày Maria đầy ơn Chúa, đầy hạnh phúc, hồn vô nhiễm và xác trinh trong của mẹ được vinh hiển. Ngày mẹ được giống Chúa phục sinh cách hoàn toàn nhất. Lễ này làm cho giáo hội và nhân loại thấy được hình ảnh hy vọng cuối cùng của chúng ta, là tất cả những ai được Chúa Kitô làm anh em người thông phần máu thịt với người sẽ được hoàn toàn vinh quang. Trích Theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.